Hello, xin chào tất cả anh em. Test có máy tiền trong tầm 800 nha anh em. Máy Trung Quốc. Xin mời. HGZ8 nha. Máy là dài 1m8. Trong tầm 800, qua băng 301. Qua dao 170, lỗ 40, mâm cặp 160, chấu trái phải đầy đủ nha anh em. Điện 3 pha 380V. Chấu trái còn mới chưa sử dụng nha. Nói chứ không biết sử dụng chưa, nó còn bịch nè. Mới trang sao an. Mới trang luôn nha anh em. Hai mét nó xài 8 trái nè. 28, 63, 80. 36, 55, 40, 8 trái nha. 8 trái trong này có sẵn 4 trái. 4 trái với dưới này 4 trái nữa nha. Coi như là đủ các thước thành mét thành xài được 8 trái là đủ nè. Có tay siết chấu nha nè. Có tay siết chấu thôi. Nhầm từ chậm tới luôn đi. Từ đây HS HS được luôn đây. HS nè. Qua này điện, tốc độ điện nha. Này nút mở nguồn, này nút tắt. Đó. Này qua hết. Này qua hết, này qua hết. Rồi. Tốc độ 54. Rút vô luôn, rút cái quạt, ổn. Con này băng vàng thì còn đẹp nha anh em. Rồi xe xe bít me đẹp luôn. Nó e là tiếng tiếng máy người ta xài bên sự bên kia nha. Với tiếng bơm nhất. Bơm nhất lên đầu. Băng vàng bít me còn đẹp hết nha anh em. Trăm mười lăm chưa qua hết to rồi, 115 hai 280 là tháng rồi đi, tháng tư nha, con này xài tháng tư nha, cái này hết luôn, hai cái ba cái qua hết luôn, hai cái qua hết luôn. 350. Rồi. Bao nhiêu? 706. Rồi. Con này thì quá êm nha anh em. 1.800. Xé gió luôn. Tiếng sạc sạc là do mấy con ốc mình anh em. Phải bắt cháu của mình ta chưa đỡ lắm đây nè. Ok nè. Cái cà mình. Tám. Để đúng rồi. Đúng rồi, gạt đi qua. Chỉnh chậm lại. LS. LS là dưới nè. Hai người giữa 500 nè. Hai qua hết hai cái là 206. Qua chưa? 506. Rồi hai cái qua luôn rồi. Hai cái chỉ có 34 nha. 76. Rồi. 184. Rồi. Gạt cho nó lên
350 đi, 350 cho nó chạy đi mất mê đi. Cho chạy lớn, cho chạy gai cho phải. Nó chạy tự động á. Kéo qua. Và có phải là tự động bằng dưới cho nè. Đây. Kéo về hết luôn rồi. Hết này. Kéo về hết tự động bằng trên nha. Còn chỉ còn rõ còn đẹp cho nè. Chạy chạy răng đảo chiều tắt đảo chiều đảo chiều hết mẹ này. Chưa qua tắt gạt xuống nha, gạt xuống là đập răng nha Nam. Rồi, ok. Rồi. Không này thì máy móc thì quá êm ái nha Nam. Nó đèn luôn, không biết có xài được không rồi. Đấy. Chạy bóng rồi. Xin kết thúc video nha, anh em nào làm thì liên hệ nha, chào tạm biệt nha.